Rồi, xin chào bạn ha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách mà mình khắc phục được cái lỗi mà bị không kết nối được với máy ảnh hoặc là lỗi kết nối máy ảnh trên điện thoại Xiaomi ha, nhất là dòng Xiaomi Note 9, 9 Pro hoặc là 9S. Thì đầu tiên á, các bạn tìm đến cái ứng dụng camera của mình này. Có hai cách là các bạn có thể giữ lâu. Đó, là các bạn bấm vào thông tin ứng dụng này các bạn. Rồi, các bạn giúp mình là chọn xóa dữ liệu đi nha. Đây, xóa dữ liệu nè. Đó. Xóa tất cả luôn thì mình chọn xóa dữ liệu, bấm OK. Rồi thì nó sẽ cái dữ lưu trữ này nó không còn nữa thì các bạn bấm đây xóa thêm một lần nữa. Đó. Thì thoát ra. Và các bạn bấm đóng là thoát ra. OK. Đó là cách thứ nhất. Rồi, cách thứ hai là các bạn giúp mình chỉ có một cách nữa là mình giữ nút lâu nút nguồn nè. Các bạn khởi động lại. Đó, tắt nguồn hoặc là khởi động lại thiết bị. Ha. Và cái cách cuối cùng là khi mình thoát là không được nữa rồi đó thì các bạn giúp mình là mình chỉ có một cách là mình khôi phục cài gốc thôi, là các bạn vô mục cài đặt nè. Đó, rồi các bạn vô mục đó, các bạn vô mục cài đặt, rồi các bạn vô mục giới thiệu điện thoại, các bạn chọn đến cái mục gọi là đặt về dữ liệu gốc đó, rồi sau đó các bạn chọn là xóa tất cả dữ liệu ha. Rồi thì sau khi xóa tất cả dữ liệu xong thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu, thì các bạn thiết lập như máy mới. Và lưu ý khi khôi phục cài gốc thì mình nên thoát tài khoản Google ra là một. Thứ hai là mình sao lưu lại các dữ liệu quan trọng như là hình ảnh, danh bạ, tin nhắn. Tại vì nó sẽ lưu xóa hết tất cả các dữ liệu này luôn nhé. Hình ảnh, video này các bạn nó thành báo cho mình nè. Rồi, thì các bạn thao tác như vậy thì nó sẽ khắc phục được lỗi này. Còn lỗi này là nó vẫn bị nữa thì các bạn phải một cách là mình phải chạy lại phần mềm. Cái này thường thì mình nên đem lên hãng họ chạy lại nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.